Thưa quý vị và các bạn, những sự cố về môi trường trong thời gian vừa qua đã dấy lên những lo ngại trong vấn đề ô nhiễm môi trường. Chính vì thế, để có thể đưa đất nước phát triển một cách bền vững theo hướng xanh hóa, thì câu chuyện thay đổi nhận thức của doanh nghiệp để từ đó doanh nghiệp thay đổi hành động trong câu chuyện về môi trường đang được Việt Nam quan tâm thực hiện và bước đầu đã đạt được những thành công nhất định. Và đó cũng chính là nội dung mà chúng tôi muốn đề cập trong chương trình Việt Nam Hội Nhập ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Câu chuyện xả thải chưa qua xử lý ra môi trường thời gian qua không phải là câu chuyện hiếm. Bởi mới đây, công ty gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã gây ra những thiệt hại nặng nề cho Việt Nam, đặc biệt là nhân dân 4 tỉnh miền Trung, khi xả thải chưa qua xử lý đã khiến cho dư luận dậy sóng. Và Formosa chỉ là câu chuyện của thì hiện tại. Vì trong quá khứ năm 2010, công ty Tung Kuang cũng đã bị phát hiện khi xả thẳng nước thải ra sông Rẽ Hải Dương, gây ô nhiễm môi trường trầm trọng. Hay trước đó, năm 2008, công ty Vedan cũng bị phát hiện là xả thẳng chất thải chưa qua xử lý ra sông Thị Vải, Đồng Nai. Đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến gần 2.700 ha diện tích nuôi trồng thủy sản nằm dọc lưu vực sông Thị Vải. Theo công bố của Viện Môi trường và Tài nguyên, công ty Vedan không chỉ vi phạm một lần vào năm 2008, mà từ sau khi hoạt động từ năm 1993, thì công ty Vedan cũng đã nhiều lần phải bồi thường cho người dân trong lưu vực vì đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống và nguồn thủy hải sản. Ví như năm 1995, chỉ sau 2 năm sau khi đi vào hoạt động, thì Vedan đã phải bồi thường đến 15 tỷ đồng. Rồi năm 2008, với mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng hơn từ nguồn xả thải, Vedan lại tiếp tục phải bồi thường với số tiền lên đến 130 tỷ đồng. Đồng thời, các ngành chức năng của Việt Nam cũng đã cấm công ty Vedan xả nước thải, chất thải chưa qua xử lý ra môi trường và phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại về kinh tế và môi trường theo quy định của pháp luật Việt Nam. Quay trở lại câu chuyện xả thải khi chưa xử lý của Formosa, thì đã đến lúc chúng ta cần phải xem lại vụ Vedan như một bài học cho chặng đường phát triển. Lịch sử luôn hướng tới những điều tốt đẹp, song lịch sử cũng sẽ có thể lặp lại những điều không mong muốn nếu như chúng ta không rút ra được bài học từ quá khứ. Và Vedan, Tung Kuang hay Formosa cũng chỉ là một vài cái tên được xướng danh trong vô vàn những xí nghiệp nhà máy đang ngày đêm xả thải chưa qua xử lý ra môi trường, nhưng ở những mức độ khác nhau và chưa được nêu tên vì họ chưa bị phát hiện. Vì thế, đây chính là lời cảnh báo cho các ngành chức năng của Việt Nam trong việc thận trọng mời gọi thu hút đầu tư, và cũng là cho những doanh nghiệp chưa có sự quan tâm đúng mức đến vấn đề phát triển bền vững, thân thiện với môi trường. Chính vì thế, nên đối với công ty Lienman Việt Nam, là một trong những công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất giấy, bao bì các loại nằm trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, thì dù chưa chính thức đi vào hoạt động, nhưng lãnh đạo tỉnh Hậu Giang cũng đã nhiều lần thành lập các đoàn công tác đến kiểm tra các hạng mục công trình và tuyên truyền nâng cao ý thức của công ty trong vấn đề bảo vệ môi trường, nhằm đảm bảo chất thải do công ty Lienman đạt tiêu chuẩn loại A trước khi thải loại ra môi trường. Vừa qua tôi cũng cùng với lãnh đạo các sở ngành, một số anh em các cơ quan thông tấn báo chí cũng đi kiểm tra lại một số hạng mục để phục vụ cho cái xử lý nước thải ở đây. Vấn đề này chúng tôi sẽ tiếp tục quan tâm nhiều hơn, chỉ đạo lãnh đạo chặt chẽ hơn trên cơ sở sự lãnh đạo của các cơ quan chuyên môn, sự kiểm tra của các cơ quan chuyên môn để đảm bảo làm sao trong quá trình sản xuất phục vụ cho nhiệm vụ phát triển của Hậu Giang, nâng cao đời sống của nhân dân, nhưng trong đó vấn đề môi trường cũng phải được quan tâm đặt lên hàng đầu. Nhà máy của chúng tôi vẫn chưa đi vào hoạt động, nhưng đã được chính quyền địa phương nhiều lần đến kiểm tra và vận động chúng tôi giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả thải khi chưa đạt chất lượng. Chúng tôi đã ý thức được điều này và sẽ làm theo đúng quy trình để nhà máy vận hành một cách hiệu quả mà không ảnh hưởng đến môi trường tại Việt Nam. Các chuyên gia cho rằng, nhiều doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh đã không quan tâm đúng mức đến vấn đề vệ sinh môi trường trong quá trình sản xuất, nên đã gây ra những hậu quả đáng tiếc đến môi trường. Nhưng sau những phản ứng của cộng đồng thì các doanh nghiệp đã có sự thay đổi. Sự thay đổi ấy được thể hiện qua việc họ dành nhiều thời gian cũng như là nguồn kinh phí cho công tác bảo vệ môi trường. Thưa quý vị, qua câu chuyện trên cho thấy, thời gian qua dù đã xảy ra một vài vụ liên quan đến môi trường, nhưng sau khi được tuyên truyền, nâng cao nhận thức thì đa số các doanh nghiệp đã có những bước chuyển đáng kể trong việc gìn giữ môi trường xanh sạch. Và câu chuyện sau, chúng tôi sẽ đề cập cụ thể hơn về việc thay đổi từ nhận thức đến hành động của doanh nghiệp trong việc bảo vệ môi trường. Trên thế giới, nhiều doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất coi việc bảo vệ môi trường là chiến lược trọng tâm, quyết định sự phát triển bền vững của doanh nghiệp mình. Và tại Việt Nam, trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, thì cũng ngày càng có nhiều doanh nghiệp quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường. Để làm được điều này là do thời gian qua, Chính phủ và các ngành chức năng của Việt Nam đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp trong vấn đề bảo vệ môi trường. Từ đây, nhiều doanh nghiệp đã ý thức được quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc thay đổi từ nhận thức đến hành động trong công tác bảo vệ môi trường. Và doanh nghiệp này là một ví dụ như vậy. Đầu tư cho hệ thống môi trường, ngoài những cây xanh, các hệ thống xử lý khí thải, các hệ thống xử lý nước cũng hàng tỷ đồng để đảm bảo công tác môi trường xung quanh cũng như đảm bảo cho con người lao động tại nhà máy. Chúng tôi có hai hệ thống xử lý. Một là hệ thống xử lý toàn bộ khí bụi bằng ở cái nhiệt cao thì dùng bằng cái hệ thống lọc bụi tĩnh điện. Hệ thống thứ hai xử lý bụi và khí thải ở cái nhiệt độ thấp chúng tôi bằng cái hệ thống lọc bụi CPS, cũng là một hệ thống tiên tiến của cái hệ thống sản xuất bây giờ. Không chỉ riêng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực có khả năng gây ô nhiễm môi trường cao quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường, mà nhiều doanh nghiệp hoạt động trong nhiều ngành nghề khác nhau cũng đã rất quan tâm đến vấn đề này. Nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng một môi trường hoạt động kinh doanh thân thiện với môi trường để có thể phát triển một cách bền vững. Chính vì thế, nên việc ứng dụng công nghệ săn bóng SIDEC của doanh nghiệp này là một ví dụ như vậy, vừa để tiết kiệm chi phí, lại vừa tận dụng được các phế phẩm thải loại. Nhiều năm nay, VITC đã tiếp nhận những công nghệ của châu Âu, của Nhật Bản và Hàn Quốc, ví dụ như là cái công nghệ làm về sàn bóng, tiết kiệm về chi phí nhân công. Ví dụ như là thép thì hàn điện ở trong nhà máy, các cái nhựa tái chế, thay vì là chôn lấp rác thải, tắc nghẽn cống rãnh thì được sản xuất vào chế tạo các quả bóng để làm lại ở trong bê tông để cách âm và cách nhiệt, giảm thải các cái lượng rác. Ngoài việc bố trí sản xuất hợp lý, hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị tiêu thụ công suất điện lớn, thì việc ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất cũng đang được nhiều doanh nghiệp trong nước quan tâm. Bên cạnh việc tìm ra những giải pháp tiết kiệm năng lượng cho sản phẩm của mình, thì những giải pháp tiết kiệm năng lượng trong quá trình sản xuất cũng được công ty bóng đèn Phích Nước Dạng Đông tiến hành một cách đồng bộ. Vì đây cũng là một trong những giải pháp bảo vệ môi trường thông qua việc tiết kiệm năng lượng và hạn chế phát thải ra môi trường. Cái vấn đề tiết kiệm này đóng vai trò rất là quan trọng và chúng tôi đã ứng dụng các công nghệ mới. Trước tiên là chúng tôi đầu tư các lò có cái công nghệ mới của Nhật Bản giúp để mà giảm chi phí năng lượng. Mặt khác chúng tôi cũng ứng dụng công nghệ mới, tức là đưa điện vào trong cái chợ đốt lò thủy tinh. Cái điều này nó nâng cao cái hiệu suất nấu thủy tinh lên từ 25% lên tới 90% hiệu suất nấu năng lượng. Theo các chuyên gia về môi trường, trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra một cách mạnh mẽ như hiện nay, muốn các doanh nghiệp thay đổi nhận thức, xem việc bảo vệ môi trường là chiến lược trọng tâm, là cầu nối để tiến gần hơn với các thị trường rộng lớn trên toàn cầu. Và có như thế thì mới có thể hưởng được các ưu đãi từ các hiệp định FTA thế hệ mới. Ngoài việc tăng chế tài xử phạt thì cũng cần có các chính sách khuyến khích dòng tài chính đầu tư từ các lĩnh vực sản xuất kinh doanh truyền thống đang ô nhiễm và ảnh hưởng đến môi trường sang lĩnh vực thân thiện với môi trường và bền vững hơn. Xây dựng và triển khai chính sách liên quan đến giá của các sản phẩm dịch vụ có tính chất bảo vệ môi trường của doanh nghiệp như năng lượng tái tạo, đảm bảo cho doanh nghiệp tính toán được chi phí, lợi nhuận trong chiến lược và kế hoạch quản lý sản xuất kinh doanh các sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp mình. Thưa quý vị và các bạn, để thúc đẩy trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp thì cần xây dựng các thỏa thuận đối tác kinh tế phản ánh lợi ích hài hòa giữa doanh nghiệp và chính phủ trong việc bảo vệ môi trường. Tới đây thì chương trình Việt Nam Hội Nhập của chúng tôi ngày hôm nay cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt.